Xin chào các bác, chào mừng các bác đến shop bình công Nhật bãi của em. Chúc ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một lô hàng cần lô xả nhé. Ở lô ngày hôm nay thì sẽ toàn bộ sẽ là dòng cần tầm trung thôi, giá rẻ và có vài chiếc cần hàng hệ bị lỗi khuyên. Thì hôm nay sẽ làm một cần clip giảm giá nhé. Lâu lắm rồi mới bán một clip giảm giá cho bác vì đợt này hàng là không có nhiều cũng nhé, về là không kịp cung cấp cho các bác luôn. Xin nhận là hàng không có nhiều nhé. Hôm nay thì có một ít hàng lỗi giảm giá. Đấy thì em sẽ đăng cho bác nhé, các bác xem ưng được là thì báo cho em số điện thoại chốt hàng của em là 0362673369, em để góc màn hình luôn nhá. Ok, đầu tiên thì em sẽ lên cho bác một chiếc cần sút cấp nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần sút của hãng Suzumi, chiều dài là 4m2, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji đó nhá. Cần này thì không lỗi làm gì cả. Bình thường cái dòng này thì lúc trước là khoảng tầm 800 nhá. Con này thì nó sẽ độ cứng nó tương đương khoảng tầm 23 đến gần 25 của cần sút nhé. Để các bác câu ngâm, câu ISO lớn cũng được. Nói chung là dòng này thì câu đa năng thôi, 4m2. Cái phần này là phần bẩn nữa nhé, về các bác lau chùi giúp em. Cần lấy về em không có lau chùi gì đâu nhé, có sao bán vậy. Đây này, ví dụ những chút đen đen này nhé, các bác chỉ cần cho cái chất tẩy keo vào là các bác tẩy vào là hết nhé. Như cara các kiểu đánh bóng là rất là sáng nhé. Mã số 1 hôm nay này, cân nặng cho bác là 4 chục gam, gọn là 2.6 ly, giá là 600.000 nhé. Mã số 1. Mã số 2 sẽ làm chiếc cần 36, chất liệu carbon rút, một chiếc cần được sản xuất tại con này nó không ghi make in nhé, nhưng cái kiểu dáng mà như này thì sẽ là của Chila xuất nhé. Con này sẽ làm chiếc cần sút dài 36, độ cứng khoảng tầm 20. Dòng sút này nhiều con không ghi cơ nhé, con này độ cứng nó khoảng tầm 23 đến 25. Dòng cần tầm trung nhá, khoen bát là Fuji là không lỗi lầm gì. Đấy, mã số 2, dài 36, cứng khoảng tầm 25, cho bác đánh lục đổ cần hoặc là đánh bạt bãi nhá. Câu ngâm, lăng xê đều được, con này là có 36 đâu. Cân nặng cho bác này, 350 gram nhá. Ngọn là 2 ly con này, nhưng mà con này nó rất là đanh nhá, nó sẽ đanh hơn con này. Giá là 500.000 nhá. Thế hôm nay sẽ là clip giảm giá sâu rồi, như là các bác cứ chốt và cộng ship vào là xong nhá. Xong mã số 3 các bác này. Số 3 sẽ là một chiếc cần nữa nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano. Con này sẽ làm chiếc cần Shimano bản Holiday XT, dài 5m3, độ cứng 5, một chiếc cần được sản xuất tại Chila xuất Nhật. Ở bản Shimano này thì Chila cũng rất là ok các nhá. Con này sẽ được trang bị dàn khoen là khoen Fuji lõi số 6, à quên, khoen 1. Khoen Fuji lõi số 8. Không nứt không lỗi gì nhá. Bát Fuji bát vặn này. Con này thì nó có một cái nhược điểm là bên trong phôi cần nó sẽ có xước các bác nhá. Đây, bên trong phôi cần nó sẽ có xước răm. Đấy, phôi trong xước răm nhá. Con này nếu mà không xước thì giá nó sẽ cao nhá, còn con này nó xước giá mạnh sẽ lấy bác rất là êm luôn các bác nhá. Duy nhất ngày hôm nay nhá. Đấy, cần thì không làm gì, chỉ có xước thôi. Cân nặng cho bác này, 400 g. 1.94 ly, mã số 3. 550k nhá, mã số 3. Đấy, hôm nay giá cực kỳ êm các bác nhá. Mã số 4. Ở mã số 4 sẽ làm chiếc cần sút của hãng Olympic các nhá. Con này thì rất là ok này, con này thì độ cứng tốt. Con này độ cứng khoảng 25 các nhá, ngọn to. Một chiếc cần sút để cho bác câu lục đầu cần, ngâm lăng xê đều được nhá. Một chiếc cần của Olympic, con này thì không lỗi làm gì, ngoài hình còn rất là đẹp. Một chiếc cần sản xuất tại con này xem ghi make in ở đâu này. Con Kenturi Olympic này thì nó lại không ghi ở đâu nhá. Thì con này bản này thường sẽ sản xuất tại Hàn Quốc. Bát là bát Fuji, khoen Fuji. Cân nặng cho bác này, 360 g. Ngọn là 2.5 ly. Hôm nay các bác là 550 k. Tất cả cần hôm nay đều có giảm giá hết các nhá. Xong mã số 5. Số 5 sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa.
Bản này sẽ là vân hai da các nhá, được sản xuất tại Nhật luôn. Đấy, một chiếc cần dài 5m3, độ cứng 1, được trang bị bát là bát Fuji. Phoen là phoen Fuji, phôi còn rất là đẹp có nhá. Đấy, phôi bên trong rất là sáng và mới luôn. Và duy nhất ngày hôm nay, ở cái bản dòng cần này thì ngọn sẽ khá là nhỏ các nhá, nó không giống cái bản đợt 1 khác, bản này thì 1 nó sẽ nhỏ. Mà câu rất là phê nhá, cảm giác giật cá rất là nhẹ vì cái lực cần nó bị cong hết rồi, thế nên là cảm giác giật cá rất là nhẹ các nhá. Không lỗi làm gì, dài 5m3, độ cứng 1, cân nặng 170g, gọi là 0.82 ly, giá là 600.000. Mang loại số 6, tiếp tục số 6 này là chiếc cần của Nhật nữa nhá. À đâu, sorry, con này bản này có một bản Nhật và một bản của Đài Loan nhá, có cả bản của Hàn Quốc luôn cái mẫu này này. Con này đang được sản xuất tại Đài Loan nhá, dài 5m3, độ cứng 1.5, một chiếc cần của Daiwa. Được trang bị bát là bát Fuji, zoom quá nhá, zoom 4,5 5m3. Đấy. Cần không lỗi làm gì. Cần này không lỗi làm gì các nhá. Được trang bị bát Fuji, khoen Fuji. Đấy, không lỗi làm gì. Cân nặng các bác này. 180g. Gọn là 0.72 ly và giá sẽ là 600k nhá. Mã số 6. Xong mã số 7 các nhá, số 7 sẽ làm chiếc cần cũng khá là ít gặp. Con này nó ở dòng tầm trung thôi nhưng mà rất là ít gặp các nhá. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng Ryobi. Sản xuất tại Nhật các nhá. Con này là con Ryobi sản xuất tại Nhật các nhá. Đây cái bản mà nó ghi cốt kiểu mà rõ ràng này, thường thường thì sẽ không phải là ở Hàn nữa nhá. Còn thường thường thì Ryobi sẽ sản xuất ở Hàn Quốc và đặc biệt là ở Hàn Quốc nó sẽ ghi Make in nhá. Còn một số dòng mà nó ghi đặc trưng như này mà không có ghi Make in nó sẽ là của Nhật sản xuất. Ryobi là một hãng của Nhật bán công nghệ sang Hàn Quốc. Một số bản đời đầu của Ryobi thì sẽ là của Nhật nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì ngoại hình mới tinh, không lỗi làm gì. Dài 5m3, đợt 1, bát là bát Satellite, khoen là khoen Fuji nữa xứ xích. Phôi sẽ là phôi màu đó nhá, phôi được một lớp phủ, một lớp sơn màu xám xanh, rất đẹp. Cân nặng 150g, được cái bản này rất là nhẹ các nhá. Ngọn con này nhỏ đâu, 0.9 ly, giá là 700.000. Cái hay của nó là nó rất là nhẹ các nhá, rất là ít gặp cần nhẹ dòng này luôn. Rồi sang cây số 8. Số 8 tiếp tục làm chiếc cần của hãng Shimano nhá. Con này cũng làm chiếc cần dài là 4,5 m, độ cứng 4, một chiếc cần của bản Hoi Dai ISO XT sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Bát là bát Fuji bát vặn, khoen là khoen Fuji. Con này dàn khuyên không lỗi làm gì nhá. Con này thì có một cái nhược điểm là phôi hơi xước, đặc biệt là cái bản này phôi nó là màu xám trắng, thế là cần chỉ xước nhẹ phát là nhìn nó rất là lộ, nó không giống cái bản phôi màu đen. Phôi màu đen thì cái xước nó sẽ màu đen nên là không lộ, nhưng con này sẽ là phôi màu xám nên là sẽ rất là lộ nhá. Thì là con này bình thường là sẽ khoảng tầm 700 đến 800, nhưng hôm nay cho bán giá các bác giá cực êm luôn, nặng 260g và duy nhất ngày hôm nay là giảm giá đấy nhá, 1.6 ly và giá là 550k các nhá. Mã số 8. Mã số 9 sẽ làm chiếc cần 4,5 m, độ cứng 2, một chiếc cần được trang bị bát là bát Fuji nhá, khoen là khoen Fuji. Con này sẽ làm chiếc cần được sản xuất tại Make in đâu nhỉ, đây Make in Chila các nhá, một chiếc cần của Chila xuất Nhật, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. 4,5 m, độ cứng 2. Con này 4,5 m, độ cứng 2 thì rất là ok các nhá. Đấy, cần ngoại hình còn rất là sáng, không lỗi làm gì. Cái vết này vết bẩn nhá, về các bác lau đi là hết. Còn cần nào đẹp nào sẽ báo đẹp nhá, các bác yên tâm. Còn con nào xấu là báo xấu chứ không có số báo đẹp mà đẹp báo xấu nữa nhá. Nặng là 165g, ngọn 0.87 ly, lấy các bác là 450k. Thì hôm nay thì cần nào giá sẽ rất là êm nhá. Duy nhất ngày hôm nay thôi ạ, mã số 10 này. Mã số 10 sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano, dài 5m4, độ cứng 2, một chiếc cần được đại sản xuất tại Nhật nhá. Bản này là bản Tomro Tucker Today, nhưng bản này là bản phôi trơn. Đấy, cũng không gì đặc sắc của cái bản này, còn bình thường nó sẽ là vân hai da rồi là quận, xoắn gân các kiểu. Còn con này thì bình thường nhá, cần thì không lỗi làm gì. Khuyên bát Fuji. Đấy, không lỗi làm gì đó nhá. 5m4, độ cứng 2, cân nặng 260g, gọi là 1.2 ly, giá cũng 500k nhé.
Tiếp theo 11, hôm nay thì hơi sụt xịt tí, các bác thông cảm nha. 11 sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano, dài 5m4, độ cứng là 1.5, một chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji đó nhá. Con này phôi cũng còn đẹp luôn. Đấy, phôi con này hôm nay là còn khá ổn nhá. Con này còn phôi đẹp. Bản si này của Nhật nhưng mà si này cổ hơn, còn si này là si của Hàn, si đời mới hơn nhá. Đấy, mã số 11, cân nặng 210g, 1.15 ly, 550k, mã 11. Mã 12, 12 sẽ làm chiếc cần của hãng Ryobi, dài 5m4, độ cứng 3, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Con này sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Đây các bạn này, nếu mà cái dòng Ryobi này mà nó không ghi make in ý, hoặc là dán cái tem khác. Bên đó nó ghi là Made in Korea này. Đấy, thường thường thì cái dòng Lào, nước Lào sản xuất thì nó ghi đấy. Còn một số dòng đặc trưng như của Nhật nội địa thì họ sẽ không ghi Made in nhá. Đây là cách phân biệt. Còn bắt đầu phân biệt sang khác có thể phải dùng kỹ năng, như là tiếp xúc nhiều hoặc là tìm hiểu thông tin nữa nhé. Con này không biết làm gì nhá, ngoại hình còn đẹp. Phôi phủ sơn. Ruby thì rất hay phủ sơn cần nhé. Còn một số dòng trơn như của Daiwa, Shimano bản này sẽ để phôi trơn và để lộ vân carbon luôn. Đấy, chứ nó không phủ sơn nhé. Rồi mã 12 này, cân nặng 300g, 1.6 ly và giá sẽ là 500.000, mã 12. Mã 13. 13 sẽ làm chiếc cần của Mastak, sản xuất tại Hàn Quốc, một chiếc cần dài 5m4, độ cứng 3, được trang bị bát là bát vặn nữa nhá. Nhiều con nó ghi make in, nó ghi mỗi cái tờ giấy này thôi nhá. Với cả đặc trưng là có dòng này, nếu mà dùng nhiều các bác cảm nhận rồi nó biết ngay. Đây sẽ làm chiếc cần 5m3 đọt số 3 của Mastak, sản xuất tại Hàn Quốc. Hôm nay con này lấy bác giá cực êm luôn nhá. Duy nhất ngày hôm nay một clip giảm giá, được trang bị bát Fuji, khoen Fuji, dòng Fuji khoen lớn. Mã 13, cân nặng 420g, 1.37 ly, giá cũng 500.000 nha các bác nhá. Đấy, duy nhất ngày hôm nay nhá. 14 sẽ làm chiếc cần của Shimano, dài 6m3, độ cứng 1. Con này thì hôm trước em có bán hai cây, một cây Daiwa với cả một cây này. Thì cây Daiwa hôm trước thì có bác chốt rồi, còn cây Si này nhá. Cây Si này sẽ làm chiếc cần bị mất khuyên nhá. Các bác thì đấy là cái đầu bu này đã bị mất bu nhá. Mất bu này, rồi là bị mất khuyên chạy. Đấy, con này thì được trang bị là vân, sẽ là vân hai da nhá. Đấy, vân hai da bản này thì cực kỳ đẹp. Bản này sẽ là bản filler carbon nhá, cần rất nhẹ và dịu và lại đanh, nói chung là nó ưu điểm lắm, nó không như những cái dòng cần hàng thường khác, hàng này gọi là hàng cao cấp hoặc là gọi là hàng hệ đấy, hàng thử cũng là nó đấy. Con này sẽ là gọn là lối long phụng nhá, trên đầu cho là carbon đặc. Đấy, 6m3, độ cứng 1, tương đương khoảng tầm 3.5H, đánh chép dịch vụ 3-4kg, bảo hiểm ok luôn. Con này thì có xước một chút tí ở trong lóng đầu tiên nhá, lóng 2, lóng 3 rồi đi thì rất là đẹp, không xước. Cân nặng cho bác này 270g, 1.08 ly, lấy các bác là 1.100.000 nhá. Hôm nay giảm cho bác một chút rồi đấy. Mã 15 hôm nay sẽ làm chiếc cần lỗi nhá. Đây sẽ làm chiếc cần của Daiwa, dài 5m3, đọt là 1.5, được trang bị bát là bát Fuji, bát đúc, bát vặn nhá. Khoen là khoen Fuji. Con này thì cái lỗi của con này là bị lai khuyên cơ nhá. Cái khuyên của dòng này, ba khuyên đầu này nó sẽ là khuyên màu đỏ cơ. Nhưng con này là bị lai khuyên này. Bản này là có định bị khuyên nhá, bị hụt mất khoảng tầm 5 phân ngọn gì đấy, con này hụt ít thôi. Vân bên trong sẽ là carbon vân Powermax nhá. Con này thì các bác về hạ tay cũng được, hoặc là các bác có thể về các bác lên khuyên lại nhá, đều ok. Cần thì còn đẹp, không lỗi làm gì. Lóng trong rất đẹp và sáng nhá, lóng ngoài do vận chuyển có sức nhẹ. Đấy. Cân nặng giá cũng rất là hợp lý cho bác này, nặng 180g, gọn là 1.1 ly nhá. Giá là 800.000 đúng nhá, mã 15. Mã 16 này,
16 sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa, dài 5m3, độ cứng 3. Sản xuất tại Hàn Quốc nhá, một chiếc cần Daiwa Hàn Quốc. Con này em xem ngoại hình mới hay cũ nào. Con này thì ngoại hình còn rất đẹp nhá, dàn khuyên cũng rất là sáng luôn. Không lỗi làm gì. Không lỗi làm gì nhá, con này làm còn có thể là đẹp nhất nhìn ngày hôm nay rồi. Rất là đẹp quá nhá, 5m3 độ cứng 3, một chiếc cần của Daiwa. Bình thường con này sẽ bán vào tầm 700 ngàn nhé, hôm nay lấy bác là 600 ngàn duy nhất ngày hôm nay nhé, còn ngày mai các bác không mua thì em lại đẩy giá bình thường, còn cái giá là giá thị trường là cũng không thể nào bán ấy được, duy nhất hôm nay giảm giá bác nhé. Nặng là 360 gram, gọn là 1.34 ly, giá là 600 ngàn, mã 16. Mã 17 sẽ làm chiếc cần bán cho bác một chiếc cần sút nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần sút của hãng Olympic, con này sẽ được sản xuất ở Nhật nhá. Chất liệu là carbon, phôi sẽ là màu xám của carbon luôn. Đấy, con này thì để em xem độ cứng nào. Độ cứng khoảng 25 nhá, chiều dài sẽ là 4m2. Đấy, bản này sẽ được trang bị bát là bát Fuji, khuyên Fuji. Con này thì có một nhược điểm là bị lỗi các nhá. Bị một cái khuyên chạy bị lứt, còn khuyên đề 3 đang được nâng cấp thành khuyên đề 3 xích đồng hàng các nhá. Còn khuyên trên đầu cần này sẽ là khuyên Fuji xám bị lứt một khuyên ở đây. Đấy, cân nặng cho bác này 400g cũng rất nhẹ nhá, ngọn là 2.4 ly. Con này lấy bác là 500 nhá, mỗi khuyên thôi. Rồi, sang mã tiếp theo là mã thứ 19 à 18. Ở đây sẽ làm chiếc cần lỗi các nhá. Con này lỗi của nó sẽ là bị lỗi lắp đít. Lắp đít bị vỡ. Dòng lắp đít của dòng này thì nó vẫn là lắp đít nhựa nhá. Dòng sút hoặc những dòng nào mà cần tay to ấy, mà lắp đít nhựa và nhựa này thì rất hay bị lỗi các nhá. Đấy, đây này. Chính xác là về các bác vẫn có thể chế cháo được nhá, nhưng mà nó lỗi thì hôm nay sẽ bán cho bác giá lỗi luôn. Dài 4m2, cứng 25, một chiếc cần của Ryobi. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen Fuji nhá. Cần trên này đầu cần là không lỗi làm gì đâu nhá. Đấy, phôi không lỗi làm gì cả, phôi bên trong có xước răm này. Các bạn thấy nhìn vết xước nhá, có vết xước này, xước nhẹ, xước sơn mà không hiểu gì cũng cần nhá. Đấy, bát Fuji, khoen Fuji. Cân nặng 375g, cũng rất là nhẹ nhá. Gọn 2.45 ly. Đâu, to hơn đấy. 2.62 ly. Lấy các bác là 500 ngàn, lỗi lắp đít. Đấy, tiếp theo sang mã thứ 19. Mấy chiếc cần ở cuối này rất đẹp quá nhá. 19 sẽ làm chiếc cần của Shimano, dài 5m4, độ cứng 1, một chiếc cần bản siêu tầm nhá. Bản này thì anh em săn để anh em hạ tay rất là nhiều. Đây sẽ làm chiếc cần bị lỗi khuyên nhá, bán phôi cho các bác. Một bộ phôi rất là ngon. Được trang bị bộ phôi hai da cực kỳ ngon, nhưng con này nó có một nhược điểm là cái ngọn ngon nhé. Cái ngọn của con này thì chủ sở hữu câu mà để cái khuyên nó bị lỗi vào sao ấy? Cảm giác cái phôi ở ngọn này nó hơi bị xước cái lớp sơn mỏng quá nhá. Đấy, ngọn này sẽ là ngọn nối năng phụ và ngọn trên đầu sẽ là carbon đặc nhá, bị lai khuyên một cái ngọn hơi xấu. Còn con này phôi đẹp bình thường đấy, khoảng tầm 1.2 triệu một cây nhá. Con này phôi ngày hôm nay đấy bác, giá cũng siêu giá mềm này, nặng là 210g, ngọn là 0.95 ly, giá là 800 ngàn quá nhá. Một chiếc cần phôi giá rất êm nhá. Sang mã 20. 20 sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần lăng C nhá, dài 3m3, cứng 30. Đây sẽ làm chiếc cần của dòng Holiday. Sản xuất tại Hàn Quốc thì phải. Made in Korea nhá. Con này sẽ làm chiếc cần bán cho bác bộ phôi nhá. Dàn khuyên thì còn nguyên. Nhưng mà toàn khuyên nứt hết rồi, không còn cái nào cả, còn mỗi cái đầu bu đâu. Đấy, xin nhận là con này là bán cho bác bộ phôi nhá. Về cho bác bóc phôi ra, các bác làm khuyên hoặc các bác có thể hạ tay để câu 3m3 nhá. Con này nếu mà câu 3m3 thì độ cứng nó xem nào. Nó cứng lắm. Nếu mà câu tay thì con này nó sẽ cứng khoảng tầm 6-7H đấy. Câu xếp dịch vụ 4-5kg thoải mái luôn. Cân nặng cho bác này 200g, 1.4 ly và giá sẽ là 450k. 20. Sang mã 21 nha. 21 sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa, dài là 5m3, độ cứng là 1.5. Ở đây sẽ làm chiếc cần bản Drake Bower. Drake Bower sẽ là một cần được Nhật sản xuất.
và được trang bị là vân hai da các nhá. Đấy, vân hai da các bạn này. Đấy, hai lóng trên cùng sẽ là carbon xoắn vòng. Dòng này thì dòng cần ngọn to các nhá. Bản Direct Power, bản phôi này là phôi ngọn to. Ngọn con này còn rất là nhiều nhá, và chỉ hụt một chút thôi nhưng mà ngọn rất to. Cân nặng là 200 g. Con này hạ tay các bác đánh chép dịch vụ này 3-4-5 kg là bo rất là phê nhá, bo cảm giác. Bo cảm giác thì nó sẽ không phải là cái dòng bo cắm đầu cắm cổ bo gãy cần bỏ đi. Như cái cần China thì nó làm được đấy, nhưng mà riêng cần Nhật thì không được đâu nhá. Cần Nhật sẽ câu vừa lựa con cá, ví dụ cái cần này sẽ tải khoảng tầm 4 kg cá. Nó cá nó kéo mạnh quá thì các bác phải nhường nó một chút xíu, xong đợi nó mệt mình lại co nó lên. Đấy, khi nào sức của nó giảm dưới cái 4 kg của cần này thì tha hồ bác câu nhá, còn nếu mà khỏe hơn thì vẫn phải lựa nhá. Còn lựa căng quá thì trường hợp sẽ là bị gãy cần chẳng hạn, nếu mà bo không kỹ thuật. Đấy, con này sẽ làm chiếc cần 5m3 nó cũng 1.5 nhá. Con này các bác là 750k này, mã 21, ngọn là 1.8 đi nhá, ngọn rất to. Sang mã 22 sẽ làm chiếc cần dây trong của hãng Shimano. Bản này là bản cao cấp nhá, bản Rinkai XT, bản này là bản đời cao nhá. Các bác nhìn cái bát này, bát rất là đẹp. Một chiếc cần bát đời cao của hãng. Đây các bác nhá. Nếu mà bát bình thường ấy, các bác sẽ đặt lẫy vào là nó sẽ dừng lại luôn. Nhưng mà riêng cái bát của dòng này nó sẽ có độ lẫy của này. Các bác nó sẽ đẩy lên, nó sẽ ghi lại nhá. Khi các bác cái bát chặt rồi này, các bác ghi lại một chút nhá, là nó sẽ đẩy cái này lên khoảng tầm 3-4 ni đấy, sẽ làm cái bát quá cực kỳ chắc nhá. Đây là công nghệ cái bát đời cao nhá. Còn bát đời thấp đây, em sẽ cho các bác xem cái bát đời thấp. Đây, cái bát đời thấp này nó chỉ có tác dụng là nó giữ lại thôi nhá, giữ nguyên tại chỗ. Nào nhìn này, giữ nguyên tại chỗ và không đẩy lên tí nào cả. Đây là bát đời thấp. Còn cái bát đời cao thì nó rất là hay, là sẽ ra cường thêm một chút lực nữa để đẩy cái bát lên, để cái bát nó sẽ chặt chẽ hơn nhá. Ấy, thấy không? Nó đủ nền nhá. Rất là hay. Được trang bị là đầu bu lõi sứ dẫn cước, là lõi sứ xích nhá. Phôi con này còn rất là đẹp. Phôi con này cảm giác là vân hai da luôn đó nhá. Khi các bác sờ vào sẽ cảm giác sần sần nhá. Đây bút em kéo các bác này. Đấy, có lớp sần, các bác nhìn nghiêng sẽ thấy nhá. Có thấy không? Vân con này là vân hai da luôn đó nhá. Không phải vân thường đâu. Nhưng con này có một nhược điểm là cái đầu bu nó đang bị thay rồi các nhá. Nên các bác về các bác có thể thay đầu bu xịn vào nhá. Còn đầu bu này đang bị thay rồi. Sinh ra con này nếu mà không thì nó phải hơn triệu đấy. Nhưng mà con này đang lỗi với cả đầu thay rồi. Lỗi đầu bu thay thôi nhá, còn không lỗi gì cả. Nhưng mà hôm nay giảm giá. Sẽ lấy các bác giá cực êm nhá. Ngọn là 2.3 ly. Nặng có 200g thôi. Lấy các bác là 800.000 mã 22. Mã 23 sẽ làm chiếc cần của hãng Olympic nhá. Con này sẽ được sản xuất ở Nhật và được trang bị vân màu đỏ, phôi màu đỏ rực cơ nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào thích đỏ thì lấy con này để câu cho nó may mắn nhá. Đấy, con này sẽ làm chiếc cần màu đỏ, ngọn đỏ, ngọn màu nâu đỏ bên trong luôn nhá, còn dưới này sẽ là phủ sơn màu đỏ. Đấy, zin hết, ngoại hình còn rất đẹp. Dài 54 1.5. Con này thì có một cái lỗi nhỏ là cái đầu bu này bị thay rồi các bác nhá. Đầu bu thì bị lai lại nhá. Xin chào, con này các bác làm mua hạ tay thì sẽ bán cho bác giá êm này, nặng là 200g. Ta quên. 230g, quên một. Ngọn là 1.2 ly nhá, giá là 500.000. Mã 23. 24. 24 sẽ làm chiếc cần của hãng LFT, dài là 54, độ cứng là 1.5, được trang bị bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Đấy, con này sẽ là phôi vân hai da nhá, hai bò lốp nhá, cực kỳ đẹp. Trong LFT thì cái bản vân này là vân màu xanh này rất là đẹp nhá, và cần dòng này sẽ rất là nhẹ. Đấy, bác nào mà thích đánh cần nhẹ mà đánh rô riếc ấy, thì đánh dòng cần này cực kỳ sướng vì nó rất là nhẹ các nhá. Nếu mà so với những chiếc cần khác thì nó sẽ khoảng tầm 220g, nhưng con này còn nhẹ rất là nhiều nhá. Nặng có 175g thôi, đấy, nhẹ hơn khoảng tầm 30g luôn. Con này là bị mất bu nhá, mất khuyên chạy, cho nên là bán phôi nhá. Phôi con này hôm nay lấy bác là 700k nhá. Ngọn 1 ly, nặng 170g, mã 25 này. 25 sẽ làm chiếc cần 4m rưỡi. Đấy, được trang bị bát là bát Fuji nhá. Khoen Fuji. Nói chung là cần này đến lúc này giờ thì không cần khuyên bát gì nữa. Các bác cứ lấy phôi này về, các bác hạ tay các bác chiến thôi. Rất là nhẹ đó nhá. Dòng này thì nó sẽ dịu và cảm giác nó sẽ cong đều. Nó sẽ không quá đanh nhá, nhưng mà rất là ngon. Cân nặng các bác này 132g.
con này nó đợt một nhé, con này lấy bác giá cực kỳ êm mà duy nhất ngày hôm nay các bác không mua là hết này. Nặng này 132 g, hạ hết đi chắc chỉ dưới 90 g nhé, rất là nhẹ nhá. Ngọn là 0.79 ly và giá sẽ là 650k, mã số 26 là chiếc cần phôi ngon quá nhá. Con này sẽ bán cho bác bộ phôi không có khuyên. Một chiếc cần của Hyundai ISO dài 4,5 m, độ cứng 3, được trong sản xuất tại Chile, xuất Nhật. Bản này là bản đầy mới nhá. Con này là bị mất đầu bu, mất khuyên chạy, cho nên là bán nhắc bộ phôi thôi, phôi còn rất là mới. Mới tinh luôn đấy, cần này còn chưa sử dụng đấy. Nhưng mà bị vận chuyển bị mất khuyên. Nên là còn mấy cái khuyên còn lại thì em bóc này, em bóc luôn để bán phôi không cân nặng cho bác này. 190 g. Gọi 1.3 ly và giá là 500.000 thôi. Đợi giảm cho bác tiếp 50 nha, mã 26. Và mã 27 chắc là mã cuối cùng ngày hôm nay. 27 này sẽ làm chiếc cần để cho bác đánh lục nhá. Đây sẽ làm chiếc cần bản cần lục dài 3 m, cứng 20, gọi là sút lỡ đấy, hoặc là lục lỡ gì đấy. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Phôi sẽ là phôi vân hai da nhá, dòng cross carbon. Con này thì độ cứng 20 chuẩn lục có nhá. Độ cứng rất là cao đấy, nhưng mà con này nó đang bị mất dần khuyên có nhá. Coi như là bán phôi không thôi. Để lấy các bác là 500k con này có nhá. 3 m cứng 20, chuẩn cứng lục cực kỳ hiếm. Lặng là 200 bao nhiêu? 240 g. Ngọn con này khá to có nhá. Ngọn 2.5 ly. Đấy, hôm nay anh bác tổng cộng 27 cây. Các bác xem ưng được nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác vào cái clip của ngày mai. Bye bye.